Trường Mầm Non Xá Văn An được thành lập trên cơ sở tách từ trường Tiểu học Xá Văn An theo quyết định số 599 ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, trường được đổi tên thành trường Mầm Non Một Điểm He theo quyết định số 2574 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan. Khi mới được thành lập, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn. Các phòng học đều là phòng học nhờ khu xuất nhập khẩu cũ đã xuống cấp. Sau đó là học nhờ tầng 2 khu nhà thương mại. Từ năm học 2017-2018, trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đầu tư xây dựng trường học khang trang, đặt tại khu phố 1, xã Điểm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, với tổng diện tích sử dụng là 1.659,5 m². Hiện nay, trường gồm có 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổng số 214 trẻ trên 8 nhóm lớp. Trong những năm học vừa qua, nhà trường luôn phấn đấu, nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Với sự nỗ lực và quyết tâm của cả tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong những năm qua, trường Mầm Non Một Điểm He đã có đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đặc biệt, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2018. Từ năm học 2015-2016, nhà trường triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường học mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Để thực hiện tốt chuyên đề, nhà trường đã xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Lớp học được trang trí phù hợp với tầm mắt, tầm với của trẻ, đồ dùng đồ chơi được sắp xếp hợp lý, các góc được trang trí theo hướng mở để trẻ dễ lấy, dễ thao tác. Để xây dựng môi trường ngoài trời cho trẻ hoạt động, nhà trường đã sắp xếp các đồ dùng đồ chơi, các khu vực vui chơi hợp lý, phù hợp với diện tích và không gian của nhà trường. Song song với việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã chỉ đạo và định hướng cho giáo viên trong việc xây dựng sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho trẻ được quan sát, tìm tòi, khám phá, tìm ra những điều mới lạ, hấp dẫn, trẻ hoạt động tích cực chủ động, tham gia vào các hoạt động, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho trẻ. Từ năm học 2015-2016 đến nay thì nhà trường đã triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Và để thực hiện tốt chuyên đề thì trong những năm qua, nhà trường đã chỉ đạo tập trung xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học cho trẻ sao cho phù hợp nhất với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ. Và chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để phát huy tính tích cực sáng tạo ở trẻ. Và để trẻ có cơ hội được trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn thì nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với hội cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên tổ chức cho trẻ được trải nghiệm Tết Trung Thu. Trong hoạt động trải nghiệm này, các bé được lên biểu diễn văn nghệ, được biết về chị Hằng Nga, về chú Cuội. Các bậc phụ huynh cũng quan tâm đến con em mình nên đã chuẩn bị cho các con đèn lồng, đèn ông sao để trẻ được rước đèn, được phá cố cùng các bạn. Đây là một buổi trải nghiệm vô cùng lý thú để trẻ được khám phá những sự vật, hiện tượng xung quanh nơi trẻ sống, cho trẻ biết được bác nông dân là người làm ra sản phẩm lúa, ngô, khoai, sắn. Nhà trường đã phối hợp cùng với bà con nhân dân cho trẻ được thăm cánh đồng lúa, xem các bác nông dân gặt lúa, tuốt lúa, cho trẻ thăm vườn lạc, vườn ngô, vườn khoai. Qua buổi trải nghiệm, giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm của người nông dân, biết yêu quý, trân trọng những người nông dân. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm phù hợp với các sự kiện diễn ra tại địa phương, như tổ chức cho trẻ thăm mô hình cúc hoa tại thôn Nà Lọ, xã Điểm He. Qua buổi trải nghiệm, trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, biết được hoa cúc chi vàng, ngoài trồng làm cảnh thì còn dùng để pha trà rất ngon.
Bên cạnh vườn cúc hoa, các con còn được thăm vườn mía của các bác nông dân. Để cho trẻ được trải nghiệm hàng ngày, chúng tôi đã cho trẻ tham gia trồng và chăm sóc vườn rau, bồn hoa, cây cảnh của trường. Qua các hoạt động này, trẻ được thực hành trải nghiệm như nhổ cỏ, xới đất, tưới rau, biết cách trồng, chăm sóc một số loại rau. Hòa chung trong không khí của cả nước, lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, trường mầm non Một Điểm He đã tổ chức cho trẻ đi tham quan nhà bia tưởng niệm xã Điểm He. Tại đây, các cháu được cô giáo giới thiệu về lịch sử của nhà bia tưởng niệm. Đây là nơi tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ trên quê hương xã Điểm He đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nền hòa bình cho dân tộc. Các cháu được tham gia các hoạt động thắp hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tôn vinh các thế hệ cha ông, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, các cháu còn tham gia lao động tập thể cùng với các cô giáo như nhổ cỏ, nhặt lá khô ở xung quanh đài tưởng niệm. Mặc dù thời gian tham quan ở bia tưởng niệm không nhiều, nhưng những khuôn mặt ngây thơ của các bé rạng ngời, vui tươi và đầy hứng khởi. Các con đã có buổi tham quan khu di tích của địa phương và các hoạt động ngoài trời đầy lý thú và hào hứng. Để giúp trẻ hiểu và giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình là làm bánh trôi vào ngày Tết Đông Chí hàng năm, chúng tôi đã tổ chức cho trẻ được trải nghiệm làm bánh trôi nước. Trong hoạt động này thì trẻ được tự tay nặn những chiếc bánh trôi, được quan sát thả bánh vào nồi đường mật thơm đượm và được thưởng thức món bánh trôi do mình tạo ra. Qua hoạt động trẻ rất thích thú và được củng cố lại các kỹ năng trong hoạt động tạo hình. Hiểu được tâm lý trẻ nhỏ, muốn được một lần được ông già Noel tặng quà, được trang trí cây thông Noel thật đẹp, nên chúng tôi, những cô giáo mầm non đã mang những điều ước nhỏ bé ấy đến với các con. Cùng với sự kết hợp của các bậc phụ huynh, chúng tôi đã tổ chức cho trẻ được trải nghiệm không khí ngày lễ Noel. Trẻ được tự tay gắn những hộp quà nhỏ, những quả bóng với đủ màu sắc lên cây thông. Trong giai điệu ca khúc Jingle Bell, cô giáo hóa thành ông già Noel mang quà đến tặng cho từng trẻ. Qua đây giáo dục trẻ, các con muốn được ông già Noel tặng quà thì các con phải ngoan, học giỏi. Nhà trường tổ chức cho trẻ trải nghiệm chợ Tết quê em vào dịp trước Tết Nguyên đán. Đây cũng là một hoạt động được các bé rất thích thú tham gia trải nghiệm. Các bé được mặc những trang phục dân tộc khác nhau và bày bán tại một gian hàng riêng có rất nhiều mặt hàng khác nhau. Qua hoạt động trải nghiệm này, các bé có cơ hội thể hiện mình, được trực tiếp bán hàng, mua hàng, được trao đổi qua lại, biết mời khách mua hàng, biết gói hàng, nhận tiền và cảm ơn. Qua đó, trẻ thể hiện được khả năng giao tiếp của bản thân. Trong năm học 2019-2020, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trẻ không thể đến lớp. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng video, clip hướng dẫn trẻ thực hiện một số thí nghiệm tại nhà. Vào ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi tổ chức cho trẻ được trải nghiệm làm thiệp tặng các bà, mẹ và các cô giáo. Trong buổi trải nghiệm, trẻ được tự tay cắt, dán, vé để trang trí tạo tấm thiệp thật đẹp tặng bà, tặng mẹ và tặng cô giáo. Đây là những món quà nhỏ nhưng đối với các bậc phụ huynh lại rất vui và ý nghĩa. Trong không khí tưng bừng toàn dân lập thành tích chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứ vào tháng 4, những chuyến xe chở đầy niềm vui, niềm háo hức khởi hành hướng tới thủ đô Hà Nội để thăm lăng Bác. Tại đây, đoàn đã dâng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Phủ Chủ tịch. Khoảnh khắc được vào tận nơi Bác Hồ yên nghỉ thật sự là những giây phút thiêng liêng và đầy ý nghĩa đối với các cô và trẻ trường mầm non Một Điểm He. Sau khi vào thăm viếng lăng Bác, các con được đi tham quan ngôi nhà sàn đơn sơ, nơi Bác từng sống, ngắm nhìn ao cá, vườn cây, người từng tự tay chăm sóc. Có thể nói, buổi tham quan lăng Bác đã để lại cho các con một trải nghiệm quý báu. Đây là cơ hội
để các con hiểu hơn về vị cha già kính yêu đã hy sinh cả cuộc đời cho non sông đất nước, đem lại tự do, độc lập cho dân tộc và thêm kính yêu Bác Hồ. Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi trong cả nước với một ngày hội nhiều niềm vui, đầm ấm và hạnh phúc, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho các bé nhân ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, tạo tâm thế sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1, chúng tôi đã tổ chức cho trẻ được tham quan trường tiểu học. Trong buổi tham quan, các cháu được cô giáo dẫn đi tham quan các phòng học của các anh chị lớp 1, được biết về các góc trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về đồ dùng học tập và các hoạt động của lớp học. Trẻ còn được ngồi vào bàn học của các anh chị lớp 1. Sau buổi tham quan, các cháu rất vui, háo hức, mong muốn được đến lớp học ở trường tiểu học sau kỳ nghỉ hè. Hàng ngày đến trường con rất là vui, con được chơi rất là nhiều trò chơi, con rất là yêu cô giáo và con rất thích đi học. Có thể nói, việc xây dựng môi trường giáo dục ở trường mầm non một điểm hè và việc tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm đã phần nào đáp ứng được yêu cầu chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và thỏa mãn nhu cầu vui chơi, thích tìm hiểu khám phá mọi sự vật xung quanh và hoạt động của trẻ. Thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Cô yêu từng đôi mắt xa.